cần phải trang trí tất cả cho ngôi nhà của chúng ta. Dạ. Được rồi, các con đã sẵn sàng làm quái vật đáng sợ chưa? Ra. Gì đã xảy ra với ngôi nhà của chúng ta vậy? Các con vào đi. Okay. Mẹ ơi, điều gì đã xảy ra với ngôi nhà của chúng ta vậy? Mẹ không biết. Được rồi, mẹ sẽ thử nó. Hả?